Awit TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 18 tháng 10. Hôm nay là ngày gì? Ngày 18 tháng 10 là ngày mãn kinh thế giới. Ngày hôm nay cũng là ngày cà vạt ở nước Croatia. Ngày sinh của ai? Ngày 18 tháng 10 năm 1914 là ngày sinh của Raymond Lambert, vận động viên leo núi người Thụy Sĩ. Ông đã cùng Sherpa Tenzing Norgay đạt độ cao 8.611m của đỉnh Everest vào tháng 5 năm 1952. Vào thời điểm đó, đây là điểm cao nhất mà một người leo núi từng đạt được. Vào ngày này năm 1956 là ngày sinh của Martina Navratilova, vận động viên và huấn luyện viên quần vợt người Mỹ gốc Séc. Cũng vào ngày này năm 1960 là ngày sinh của Jean-Claude Van Damme. Ông là ngôi sao phim hành động nổi tiếng thập niên 80-90. Nữ diễn viên và ca sĩ Trung Quốc Châu Tấn, cô sinh ngày 18 tháng 10 năm 1974. Năm 2009, cô trở thành diễn viên Trung Quốc đầu tiên giành được Grand Slam sau khi giành được 3 giải thưởng điện ảnh lớn nhất là giải Kim Mã, giải điện ảnh Hồng Kông và giải Kim Kê. Cũng vào ngày này năm 1987 là ngày sinh của Zac Efron, nam diễn viên người Mỹ. Anh bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp vào đầu những năm 2000 và nổi lên vào cuối những năm 2000 với vai chính Troy Bolton trong series phim High School Musical. Pascal Whelan, tay đua công thức 1 người Đức, anh sinh ngày 18 tháng 10 năm 1994. Ngày mất của ai? Ngày 18 tháng 10 năm 1871 là ngày mất của Jack Babbage, nhà toán học và kỹ sư người Anh. Ông phát minh ra máy tính cơ học. Cũng vào ngày này năm 1931 là ngày mất của Thomas Edison, nhà phát minh người Mỹ. Ông được mệnh danh là nhà phát minh vĩ đại nhất của nước Mỹ. Ông đã phát triển nhiều thiết bị trong các lĩnh vực như phát điện, truyền thông đại chúng, ghi âm và hình ảnh chuyển động. Sự kiện: ngày 18 tháng 10 năm 1851, tiểu thuyết Moby Dick của nhà văn Mỹ Herman Melville được xuất bản lần đầu tiên dưới tên The Whale. Cũng vào ngày này năm 1867, Hoa Kỳ sở hữu vùng đất Alaska sau khi mua từ Nga với giá 7,2 triệu đô la. Felicet, một con mèo cái có màu lông trắng đen ở Paris, đã trở thành con mèo đầu tiên được phóng lên vũ trụ vào ngày 18 tháng 10 năm 1963. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.